Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Weisuwe Anime. Như các cậu đã biết, Spy Family ngoài có bối cảnh khá thú vị mà mỗi nhân vật trong đây có mang cho mình một màu sắc riêng, từ đó tạo nên sự cuốn hút cho bộ anime. Vậy hôm nay sao chúng ta không điểm qua một số nhân vật phụ nổi bật trong Spy Family nhỉ? Let's go! 1. Damian Desmond. Lần đầu tiên xuất hiện là tại buổi nhập học tại trường Eden, Damian được cho là có tính cách tự đề cao bản thân. Ngay lần đầu gặp Anya, cậu cùng đám bạn của mình đã khinh miệt cả Anya lẫn gia đình của cô bé, và điều đó đã làm cho cô nổi giận. Nhưng thay vì dùng nắm đấm, Anya lại chỉ nở một nụ cười cho qua vì không muốn để ý đến cậu nữa. Một phần cũng là do cậu quan trọng đến kế hoạch của Lord. Nhưng không vì vậy mà Damian lại bỏ qua cho cô. Cuối cùng, vì bị làm phiền trong suốt quá trình đi tham quan trường học, Anya đã tặng cho cậu một cú đấm vào mặt, để rồi từ đó, mối thù của hai người được bắt đầu. Nhưng cũng chính vì lần gặp mặt đó, cậu đã để ý tới cô bé và dần thích Anya hơn. Là con trai của người đứng đầu đảng dân tộc, Damian luôn tự hào về xuất thân của chính mình, đặc biệt là với cha. Đó cũng chính là lý do mà cậu rất có tiếng nói trong lớp, thậm chí giáo viên còn phải kiêng nể cậu. Damian luôn muốn có được nhiều thành tích tốt, cũng như muốn trở thành học viên hoàng gia giống người anh của mình để cha cậu để ý đến mình nhiều hơn. Nhưng cũng vì vậy mà cậu luôn cố gắng quá sức của mình, thậm chí dành cả ngày nghỉ để học và mong có thành tích cao hơn vì muốn được sự công nhận từ cha. Tuy tính cách có hơi tự cao, nhưng cậu là một người có quan điểm rõ ràng và luôn cạnh tranh công bằng với Anya, thậm chí là bảo vệ cô trước những lời nói vô căn cứ của cả lớp. Không như Anya, Damian khá là thông minh và luôn cố gắng học tập để có thể chứng tỏ bản thân mình. Càng dần về sau, Damian không còn ác cảm nhiều với Anya như lúc ban đầu nữa. Mặt khác, cậu còn để ý tới cô bé nhiều hơn, như việc bảo vệ cô trong trò bóng ném hay nhường cho Anya thắng trong ván bài chỉ vì cô dễ thương. Đi theo cậu thường có hai người bạn là Imai Erman và Erwin Egbert. Nhìn qua thì mọi người nghĩ hai cậu bạn này như tay sai của Damian, nhưng thực chất, tình bạn của ba cậu nhóc không phân biệt vai vế như vậy. Mỗi lần Damian gặp rắc rối hay muộn phiền, hai cậu bạn còn lại đều thấu hiểu và luôn ở bên cạnh cậu. Thậm chí họ còn cố tình vi phạm quy định để chịu phạt cùng Damian. Ngoài ra cả ba đều học khá giỏi khi phần lớn thời gian họ đều dành để học tập với nhau. 2. Becky Blackbell là người bạn đầu tiên của Anya. Nhưng sự thật rằng trong lần đầu gặp cô, Becky đã nghĩ Anya chỉ là một cô nhóc không đáng để bận tâm. Nhưng khi chứng kiến được cảnh Anya không đếm xỉa đến Damian cũng như vì mình mà đấm cậu ta, nên Becky đã mến Anya và trở thành bạn của cô. Là đứa con của CEO tập đoàn quân sự Black Belt, cô bé là một trong những người không kiêng nể Damian, thậm chí luôn đối đầu với cậu ta vì ấn tượng xấu với cậu hôm khai giảng. Xuất thân từ một trong những gia tộc danh giá, được sống trong nhung lụa, Becky đã thể hiện mình là người có hiểu biết và xem thường người khác, đặc biệt là về những thứ rẻ tiền vì nó có thể làm giảm danh dự của gia tộc. Cũng vì thế mà cô bé hầu như chả có bạn bè cho tới khi gặp được Anya. Ngoài ra, người đầu tiên mà cô thích lại là Lord, cha của Anya. Trong một lần Anya muốn tiếp cận Damian, Becky đã vô tình nhận được tấm ảnh gia đình Anya và thích Lord chỉ qua bức ảnh. Sau đó mỗi khi có cơ hội, cô bé luôn tiếp cận Lord, nhưng với Lord, anh chỉ coi Becky là nguồn thông tin quý giá vì nhiệm vụ của mình. Cũng vì là con của một người có ảnh hưởng lớn tới tập đoàn Black Belt, nên mỗi khi cô bé ra ngoài đều được một cựu quân nhân dưới vỏ bọc làm quản gia hộ tống theo. Ngoài ra, Becky cũng trở nên quý mến Yor hơn, thậm chí là tập luyện cùng cô để trở nên mạnh mẽ hơn. 3. Yuri Briar được giới thiệu là em trai của Yor. Từ nhỏ cả hai đã mồ côi cha mẹ, nên để nuôi sống đứa em, Yor đã bí mật làm công việc sát thủ để có thể trang trải cuộc sống cho hai người. Từ đó Yuri cũng càng yêu quý chị gái của mình hơn. Hiện tại anh đang là một cảnh sát ngầm trong một tổ chức đối đầu với Lord. Nhưng lần đầu tiên tới thăm chị của mình, vì quá say nên anh đã vô tình thể hiện bí mật của mình cho Lord. Không như người chị của mình, từ nhỏ anh đã nghĩ mình vô dụng và không thể giúp gì cho chị gái, nên Yuri đã cố gắng học hành để Yor có một cuộc sống tốt hơn. Sau cùng, anh lại vào một tổ chức cảnh sát ngầm để có thể bảo vệ đất nước mà chị mình đang sống. Yuri có mối quan hệ tương đối ổn với Anya, nhưng ngược lại, anh lại khá ghét Lord vì nghĩ rằng Lord đã cướp đi người chị của mình. Vì vậy, mỗi lần mà hai người gặp nhau, Yuri thường tỏ thái độ chán ghét với chàng điệp viên của chúng ta. Còn đối với chị mình, Yuri thường tỏ ra quý mến và luôn xuất hiện mỗi khi cô cần. Thậm chí còn ăn hết những đồ mà Yor nấu, dù cho nó tệ thế nào đi nữa. Ngoài ra, anh cũng thuộc dạng người dễ say giống như chị của mình. Tuy mới là cảnh sát ngầm chưa được bao lâu, nhưng Yuri lại làm khá tốt công việc của mình. Thậm chí còn được cục trưởng đề cao năng lực và tin tưởng. Cũng có thể hiểu rằng Yuri là một trong những người mà Lord phải dè chừng mỗi khi gặp mặt. Đôi lúc vì công việc mệt mỏi, anh vẫn ghé thăm Yor, thậm chí còn được Anya quý mến. 4. Fiona Frost là một điệp viên cùng chỗ làm với Lord.
có thể nói anh chính là senpai của Fiona. Khác với người luôn phải thay đổi biểu cảm để có thể làm tốt công việc điệp viên, Fiona luôn mang một khuôn mặt lạnh, không thể hiện cảm xúc, nhưng sâu bên trong, Fiona lại yêu Lord. Vì mục đích được làm vợ anh, cô đã học khá nhiều kỹ năng như nấu nướng, giặt giũ, y tế, dò thám, tài chính. Thậm chí cô còn chọn cho mình biệt danh là Nightfall để có thể giống với người đàn anh của mình là Twilight, hay nói dễ hiểu hơn là Hoàng hôn. Vì không hay biểu hiện cảm xúc nên cô thường bị mọi người hiểu lầm xấu về mình. Tuy vậy, Fiona vẫn bỏ ngoài tai và luôn làm tốt công việc của mình bằng cách luôn tập trung cao độ về nó. Ngoài ra cô cũng là một điệp viên khá giỏi khi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ vào sức mạnh cũng như sự khéo léo của mình, thậm chí còn cố quá sức chỉ vì muốn được Lord để ý. Cũng vì vậy, trong lần thách đấu tennis với Yor, cô đã khá sốc vì bị Yor áp đảo hoàn toàn. Dưới vỏ bọc là điệp viên, Fiona là trợ lý của Lord ở bệnh viện để có thể cung cấp cho anh các chi tiết về nhiệm vụ. 5. Sylvia Sherwood. Đây là nhân vật mà được cộng đồng mạng gần đây đồn là mẹ ruột của Anya. Quá khứ của cô vẫn chưa được tiết lộ, nhưng qua lời kể thì Sylvia là một nạn nhân của chiến tranh. Cô từng chứng kiến cảnh tượng người thân của mình bị chôn vùi trong đống đổ nát, thậm chí là phải nhìn thấy cảnh một phần người yêu của mình còn sót lại vì bom nổ. Có thể nói, Sylvia là một trong những người khiến cho Lord thông cảm vì những hậu quả của chiến tranh. Hiện tại cô được coi là người gần gũi nhất với người đứng đầu tổ chức và cũng là sếp của Lord. Trong quá khứ, Sylvia đã từng có đứa con bằng tuổi Anya, nên khi được gặp Anya, cô thường cư xử dịu dàng với cô bé. Trong tổ chức, cô được biết đến với vị trí là một người quản lý, giao nhiệm vụ cho các điệp viên khác hay thông báo thông tin cho cấp trên. Vì tổ chức thường thiếu nhân lực nên Sylvia hay cử Lord làm nhiệm vụ mà không cho ngày nghỉ, thậm chí còn bị cấp trên khiển trách vì bóc lột sức của nhân viên quá mức. Nhưng cũng vì vậy mà Lord là một trong những người thân thiết nhất với Sylvia, thậm chí đôi khi cả hai cũng nói chuyện về đời sống với nhau. Sylvia tuy là người quản lý, nhưng cô vẫn có một số kỹ năng nhất định như thẩm vấn hay cải trang. Trong manga, ta có thể thấy mỗi lần gặp Lord, Sylvia lại cải trang thành một người khác biệt. 6. Frankie Franklin là người được cho là thân thiết với Lord. Từ nhỏ, cả hai đã từng gặp nhau trên chiến trường. Sau này, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc dù là nhiệm vụ hay trong cuộc sống đời thường. Anh thường xuyên được Lord nhờ vả để trông coi Anya mỗi lần phải để cô bé ở nhà. Nó cũng chứng tỏ rằng Lord tin tưởng Frankie như thế nào. Frankie là một nhà tình báo cũng như là người liên hệ, có mạng lưới quan hệ rộng lớn với những người cung cấp thông tin, cho phép anh có thể nhanh chóng thu thập thông tin và nhờ vả khi cần thiết. Anh còn được rất nhiều người trong ngành nhờ cậy và tin tưởng. Vì lẽ đó cho nên Frankie rất được Lord trọng dụng và nhờ vả. Thậm chí Lord còn giới thiệu cho Fiona về Frankie vì tin tưởng tay nghề của anh. Không những vậy, Frankie còn là một nhà phát minh và mong muốn phát triển nó thành sự nghiệp. Tuy vậy thì những phát minh của anh thường rất hạn chế trong việc sử dụng và hầu như không có chức năng nổi bật nào. Ngoài ra, Frankie cũng thường xuyên ghen tị với vẻ đẹp trai của Lord và khuyên Lord rằng đừng bao giờ tin tưởng người khác vì đó là cách mà những người như Lord và Frankie có thể sống sót được. Có thể nói rằng, Frankie chính là người bạn lâu năm và thân thiết nhất với Lord. Và đó là tất cả nhân vật phụ trong Spy Family có thể sắp tới sẽ lên anime. Các cậu ấn tượng với nhân vật nào nhất? Cô nàng si tình Fiona hay cậu bé thích Anya của chúng ta, Damian? Sao không cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhỉ? Còn giờ thì Wish Wish out!